Sáng ngày 20 tháng 3, đoàn công tác Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Cao Văn Cường, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia huyện về công tác xây dựng nông thôn mới tại huyện Ngọc Lặc. Tham gia cùng đoàn có lãnh đạo Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Tiến Dũng, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, trưởng ban chỉ đạo, các đồng chí thành viên ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Ngọc Lặc, lãnh đạo các phòng ban ngành có liên quan. Tính đến cuối năm 2023, huyện Ngọc Lặc có thêm một xã đạt chuẩn nông thôn mới là xã Phùng Giáo. Xã Phùng Minh đã được các sở ban ngành cấp tỉnh đánh giá đạt 19 trên 19 tiêu chí, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến nay lên 16 trên 20 xã đạt 80%, một xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Có 153 trên 189 thôn đạt chuẩn và hoàn thành xây dựng nông thôn mới, 3 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Theo kế hoạch, huyện Ngọc Lặc phấn đấu 100% các xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2024. Qua kết quả rà soát đánh giá, hiện nay huyện Ngọc Lặc đã đạt 4 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới, gồm quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, và có 5 tiêu chí chưa đạt, gồm y tế, văn hóa, giáo dục, kinh tế, môi trường, chất lượng môi trường sống, hệ thống chính trị, an ninh trật tự, hành chính công. Để phấn đấu đưa huyện Ngọc Lặc về đích nông thôn mới theo kế hoạch, huyện đã và đang tập trung triển khai thực hiện lồng ghép với 4 phong trào phát triển kinh tế xã hội của huyện, như phong trào ngày chủ nhật sạch, tiếng kèn bình yên, nhà sạch vườn đẹp hàng rào xanh, tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, với mục tiêu xanh hóa các tiêu chí nông thôn mới, tạo điểm nhấn cho vùng quê Ngọc Lặc với những hàng rào xanh bằng cây chè mạn và cây dâm bụt xanh ngút mắt, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, thân thiện, đáng sống, hướng tới xây dựng du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, giữ được nét đẹp văn hóa truyền thống từ lâu đời ở vùng nông thôn miền núi. Trên cơ sở các ý kiến phân tích và kiểm tra thực tế tại ba xã Vân Am, Cao Ngọc và Minh Tiến, các đồng chí thành viên đoàn công tác Văn phòng Điều phối Xây dựng Chương trình Nông thôn mới tỉnh đã nêu lên những vướng mắc trong thực hiện các tiêu chí, đưa ra các giải pháp cùng tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ trong thực hiện các tiêu chí, nhất là một số tiêu chí huyện nông thôn mới khó thực hiện như đầu tư xây dựng cụm công nghiệp, nhà máy xử lý rác thải, bến xe khách, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Cao Văn Cường, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới tỉnh khẳng định, xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài và liên tục, chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc. Để xây dựng huyện nông thôn mới, yếu tố then chốt là quyết tâm chính trị của cấp ủy chính quyền và sự ủng hộ của người dân. Trên cơ sở phân tích rõ những khó khăn vướng mắc đối với từng tiêu chí huyện nông thôn mới, đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Văn Cường định hướng các giải pháp và cách triển khai thực hiện. Đồng chí đề nghị huyện Ngọc Lặc đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí, đưa ba xã còn lại là xã Vân An, Cao Ngọc và Minh Tiến về đích nông thôn mới, tập trung rà soát và nâng cao các tiêu chí tại các xã đã về đích nông thôn mới. Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tập trung chỉ đạo xây dựng các tiêu chí huyện nông thôn mới, duy trì thực hiện tốt các phong trào gắn với xây dựng nông thôn mới, tạo nên những làng quê đáng sống, xanh, sạch, đẹp. Đồng chí giao Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới tỉnh xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở ngành, xác định rõ các điểm nghẽn để có biện pháp tháo gỡ, quyết tâm đồng hành đưa huyện Ngọc Lặc trở thành huyện miền núi đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Huyện ủy Phạm Tiến Dũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới tỉnh đối với huyện Ngọc Lặc. Trên cơ sở ý kiến phát biểu của đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Văn Cường và các đồng chí thành viên trong đoàn công tác, huyện Ngọc Lặc sẽ khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả. Đồng chí Bí thư Huyện ủy khẳng định, huyện Ngọc Lặc luôn xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Bên cạnh sự nỗ lực của huyện, đồng chí Bí thư Huyện ủy mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới tỉnh để huyện Ngọc Lặc sớm về đích nông thôn mới theo kế hoạch đã đề ra.